Hello, cô Thừa Vlog mến chào tất cả các anh chị em thân yêu. Bây giờ cô Thừa đi cắt lá gai. Đó, lá gai sau lưng nè. Cô Thừa là một dãy lá gai đó. Giờ cắt lá gai để lặt đi bỏ quán, bỏ tiệm làm bánh. Cái cu liềm à, còn cu liềm này. Ở quê cô Thừa gọi là cu liềm, đa số là kêu cái đó, có người kêu cái liềm cu liềm, kêu hai loại, muốn kêu cái gì kêu đó. Bây giờ đi cắt ha. Rồi bây giờ mời các bạn xem cô Thừa cắt như thế nào nha. Xuống nè. Chưa hết các bạn ơi, vẫn còn đây. Vẫn còn đây. Bây giờ tiếp tục cắt tiếp cho nó hết luôn cái dãy này luôn á các bạn ơi. Nó lớn lắm rồi. Bây giờ cắt tiếp nha.
thừa đã cắt xong rồi, một mớ đó thu hoạch một buổi chiều. Như vậy là ngày mai có một xíu đi chợ. Ngày mai sẽ chở đi bỏ ở tiệm bánh. À, các bạn thấy không, ở quê các bạn như thế nào? Có lá gan này không? Sở dĩ như thưa có cái này là hồi trồng cái ít để gói bánh đám giỗ hàng năm á. Rồi có chị bạn kia nhà làm tiệm bánh, chị kêu thôi trồng nhiều ra đi rồi đem xuống chị làm bánh kiếm chút tiền đi chợ, rồi về gây lại, giờ cô thừa gây xung quanh hàng rào á cho hết luôn, để nó khỏi có cỏ, để trống vậy nó cỏ lắm, một cỏ lên là nhổ, không có sợi nó lên là nó nhìn nó giống như cái vườn hoang. À, nên dọc bìa tường là có thừa trồng hết luôn, giờ nó nhiều mà mỗi lần cắt vậy là lặt lâu lắm. Nhiều đấy. Thôi bây giờ có thừa tạm dừng ở đây nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp lại. Và nữa, nếu các bạn thấy thích thì nhớ comment, like và đăng ký ủng hộ cô thừa nha. Ủng hộ bà cô tuổi heo may rồi. Bye bye, bye bye.